Ngày 16 tháng 12, phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị hại. Trước khi tiếp tục phiên tòa, chủ tọa Trần Minh Châu thông báo hội đồng xét xử sẽ tiếp tục nhận đơn và yêu cầu của các bị hại ở các dự án của công ty Alibaba tới trưa ngày 16 tháng 12. Với những trường hợp bị hại tới nộp đơn sau buổi trưa, tòa án sẽ giải quyết bằng vụ án dân sự khác. Còn đối với những bị hại yêu cầu bồi thường bằng đất, hội đồng xét xử sẽ xem xét nếu đủ điều kiện, trường hợp không đủ điều kiện, tòa sẽ bác yêu cầu. Đối với các bị hại từ chối quyền bị hại và từ chối nhận lại tiền đã đầu tư vào dự án, hội đồng xét xử sẽ tuyên sung khung quỹ đối với toàn bộ số tiền bị Nguyễn Thái Luyện lừa đảo. Thẩm phán Trần Minh Châu cũng thông báo phần xét hỏi sẽ tiến hành hết ngày 17 tháng 12, dự kiến ngày 18 tháng 12, tòa tiến hành luận tội.